thấy sợ nhất đấy là thứ nhất là đẹp trai quá làm em run. Thực ra là em rất yêu quý các bạn ứng viên. Tuy nhiên là các bạn ứng viên giải CV quá nhiều chỗ, và khi mà mình gọi điện để phỏng vấn ấy thì các bạn ấy không nhớ là mình đã ứng tuyển bên nào. Những bạn ứng viên mà nhận offer, nhận việc rồi, tuy nhiên đến ngày nhận việc các bạn lại bỏ trốn mất. Đâu bắt được em. Đâu anh bắt được em. Không bắt được làm chó. Khi các bạn đến phỏng vấn, các bạn sẽ không biết là mình đang phỏng vấn vị trí gì. What? Các bạn bùng offer là khi mà các bạn, mình đã chăm chút các bạn từng tí hơn cả người yêu của mình rồi. Nhưng mà khi mà mình đã gọi điện cho các bạn thì các bạn lại bùng 9 giờ hẹn lịch phỏng vấn. Nhưng mà đến 10 giờ mình gọi điện cho các bạn thì các bạn lại em đang chuẩn bị đi ạ. Anh không cho đâu. Khóc rồi cười nhớ một người. Đừng khóc nha, hãy lên đi, anh cùng em. Em thấy sợ nhất đấy là thứ nhất là đẹp trai quá làm em run. Thứ hai là ứng viên, em tuyển khối công nghệ nên là ứng viên có cái style đi phỏng vấn rất là buồn cười, đấy là các bạn đi dép thun lào hoặc là mặc quần đùi. Tại vì em bối rối không biết góp ý với các bạn như nào. Thứ nhất là hôm nay nhận việc, hôm sau xin bùng vì lý do lấy chồng, lấy vợ, bố mẹ xin cho về cái nước. Hai là bùng đến hai lần nhưng mà mình làm nhà có tâm mà, mình tạo điều kiện cho nó thi phỏng vấn đợt ba, tuy nhiên vẫn bùng. Và kiểu cuối cùng đó là bùng ngay từ đầu tiên.